Chào các bạn. VK106B với series 3 triệu 2. Vâng, một series rất là cao và với một cây VK106B hay như thế này, đẹp như thế này. Vâng, rất đáng để chúng ta tìm hiểu phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe 88 phím của cây đàn trước. Vâng. Vâng, màu sắc âm thanh rất là đều, phím tôi tương tác rất là thích. Vâng, bây giờ chúng ta nghe âm lượng lớn thì sao? Mời các bạn nghe. Tôi đánh khoảng gần 20 nốt như vậy và cùng vang lên, nhưng mà âm thanh của cây đàn nó không bị rè, âm nào cũng rất là tròn trịa, rất là đẹp. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ nghe trên kỹ thuật khó. Vâng, tremolo. Vâng, với tốc độ tremolo như vậy nhưng mà cây đàn vẫn đáp ứng rất là tốt và chúng ta khẳng định, vâng, điều đó khẳng định cái action bên trong của cây đàn rất là tuyệt vời. Còn bây giờ là một giai điệu, vâng, chúng ta cùng nghe. Vâng, tôi thấy tuyệt diệu. Vâng, tôi thấy rất là hay và tôi cảm giác rằng một cái cảm xúc của mình, vâng, được dâng trào lên rất nhiều khi cái phản âm lại của tiếng đàn mang đến cảm xúc rất là tốt cho tôi. Vâng, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về cái đàn này ở bên trong cũng như bên ngoài. Mời các bạn. Vâng, trên tay tôi là đánh giá chất lượng của Hiệp hội Piano Nhật về cái đàn này. Body B, key A, pin A, action A và soundbox A, vâng, 4 tiêu chí A và vỏ B rất là đẹp, vẫn còn rất đẹp. Nhưng mà 4 tiêu chí A và cây đàn được sản xuất năm 1980. Vâng. Tuyệt vời. Vâng, đúng tại sao nó hay như vậy? Bắt đầu từ key. Vâng. Chúng ta kiểm tra. Đây. Vâng. Đây, tôi dùng lắc. Các bạn thấy rằng là cái key này, cái chân key này, đấy, nó không bị rung, đấy, không bị lắc nhiều, khiến nó chặt. Đấy là một trong những cái mà người chơi đàn rất cần để khi tương tác nó không bị giật dẹo đi. Và chúng ta cùng sang cái mặt trước, cũng như cái vỏ mặt trước rất là đẹp như này. Đấy. Đấy, cái giá nha. À, cái chữ. À, chúng ta cùng xem cái vai này. À. Rồi các bạn xem cái chân Việt Nam mình hay gọi là chân mèo ấy, đúng không ạ? Kiểu chân cong như chân mèo. Đấy. Cái hồi này rất đẹp. Vâng, soundbox. Vâng, đây các bạn xem. Đấy, soundbox rất là sáng, màu sáng đều. Vâng. Các bạn xem sang đây. Vâng.
Đấy, sáng đều rất là đẹp. Vâng. Sabot A. Vâng. Vậy qua vừa rồi là vỏ bên ngoài cũng như là Sabot, các bạn đã xem key rất là tốt. Chúng ta cùng xem pin và action. Mời các bạn. Vâng. Mở cây đàn ra. Vâng. Tuyệt vời, các bạn thấy máy Yamaha đấy, nguyên bản đấy, có chữ Yamaha ở đây và búa rất là chặt đấy. Tôi thấy bên Nhật họ đánh giá luôn luôn rất chính xác, và nếu như mà giả như là nó có dao động giữa A và A trừ thì người ta sẽ để là A trừ chứ người ta không để lên A đấy. Và các bạn thấy cái action rất là tuyệt vời. Rồi. Tiếp theo rồi là tôi kiểm tra các bạn các lò xo dưới này. Vâng, rất là đầy đủ và cái độ cũ nó đều, tức là người ta dùng không quá nhiều mà người ta dùng rất là ít. Vâng, mà cái sự dùng của người ta là cũng rất là tinh tế và bảo dưỡng tốt nên nó được đều như thế này. Bây giờ chúng ta xem cái chốt pin. Vâng. Đấy, đều là những chốt pin trắng các bạn thấy không ạ? Chốt pin trắng này. Đấy. Thấy không? Đấy, những chốt pin trắng đẹp, cao ráo như này. Đấy. Và tôi muốn nói đến một yếu tố. Và các bạn nhìn thấy cái dây này. Đấy. Bạn thấy không ạ? Đấy, một cái dây này. Đấy. Vậy thì các đàn khác các bạn sẽ không thấy có cái dây này. Đấy, và cái dây này nó được kết nối ở đây. Đấy, các bạn nhìn đây. Đây là một cái tay kéo. Đấy. Vậy cái này chính là tính năng gì? Tức là người ta là dùng action qua cái dây kéo này. Cái tính năng silent. Đấy, tức là yên tĩnh hoàn toàn cái bạn kéo này. Thì bạn đánh này sẽ không ra tiếng. Và chúng ta sẽ đeo tai phone cắm từ đây. Đeo tai phone cắm từ dưới này. Đấy, thì đây là bộ phận người ta gọi là silent. Bộ viên nội yên tĩnh hoàn toàn rất là hợp với những gia đình bạn nào đó mà có nhiều con nhỏ, hay là có gia đình mà ít phòng, không có tính chất phòng riêng, thì bạn này vẫn tập đàn và bạn kia vẫn học bài, hoặc là con tập đàn và bố mẹ vẫn có thể làm tài liệu, vẫn có thể nghiên cứu vân vân, không ảnh hưởng gì đến nhau cả, hoàn toàn yên tĩnh, silent. Mà thì đây là một cái đàn W106B với rất nhiều chất lượng tốt, và đặc biệt có phần silent này sẽ ủng hộ giúp cho rất nhiều gia đình có cái hoàn cảnh hay có cái trường hợp như mà tôi vừa nói đấy thì sẽ rất phù hợp. Vâng, tôi nghĩ rằng là với ai đó thấy nội thất phù hợp, với ai đó thấy cái điều kiện hoàn cảnh công việc cũng như là gia đình mình các con nhỏ đang học bài nhiều vân vân thì nên dùng cây này, hãy gọi điện cho tôi. Cảm ơn các bạn.